Là mở đầu Tài Vlog xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video. Hôm nay mình đang ở biển Mỹ Khê ngày mùng 4 Tết 2020, Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Ở đây người ta chụp hình nữa quý vị, chụp hình trên xe ngựa. Ở đây cũng có mấy ngựa nữa quý vị không? Quý vị thấy không? Xe ngựa không? Mình đi giờ này cũng có 2 giờ chiều quý vị ơi. Biển trời không nắng. Trời mát quý vị. Biển sóng không lớn. Hôm nay mình đi quay mà mình hơi bị cổ quý vị nên mình không có tắm. Hồi nãy mình thấy mấy chiếc cano rất đẹp quý vị. Cano chạy ra ngoài. Hồi xíu nữa mình thấy mình quay cho quý vị xem. Bây giờ mình quay cho quý vị xem con ngựa này. Con này là con gì vậy? Thử á. Ý là nó tên gì á? Quay vụ gì vậy? Chào chị, em quay YouTube. Con báo bị bắt. YouTube. Được không? Dạ đó. Chị vô kênh Vi Tài Vlog của em. Dạ. Này người ta chụp hình luôn quý vị. Chụp hình lấy liền luôn á. Đúng rồi. Ở đây chụp hình lấy liền quý vị thấy không? Chụp 18 giây là bao nhiêu chứ anh? Tắm đứng ở dưới là 20, mà ngồi lên ngựa là 30, ngồi lên xe ngựa là 30. Ngồi lên xe ngựa chụp là 30 ngàn quý vị. Còn đứng ở dưới chụp là 20 ngàn mà chụp lấy liền luôn quý vị. Thôi anh kia anh đang chụp đó. Ở đây mùng 4 Tết nha quý vị. Đi về đi. Bãi biển Mỹ Khê này rất là dài. Bãi biển Mỹ Khê này cũng là quê hương của vợ mình quý vị. Vợ mình quê Mỹ Khê. Còn là ba của vợ mình là ở biển Bình Sơn quý vị. Anh đây đang chụp hình nè. Đây, giật cái con ngựa cho nó cái đầu lên. Đấy, chạy đó là chạy đó. Biển Mỹ Khê này cũng rất là đầy đủ nghe quý vị. Biển Mỹ Khê này cũng có đủ nhà hòn rồi nhà nghỉ rồi đầy đủ hết. Ở trong kia phía trong kia đó là có nhà nghỉ rồi lớn quý vị. Ở đây biển Mỹ Khê thì cách thành phố Quảng Ngãi cả 10 cây số thôi đi ra này. Đi đường lớn quý vị, đi rất là nhanh. Khi chúng ta đi trước khi ra tới biển này thì thành phố Quảng Ngãi đi ra thì chúng ta đi ngang qua có một cái khu di tích Mỹ Lai. Khu di tích Mỹ Lai gần cái bãi biển Mỹ Khê này quý vị. Quý vị ơi, mấy bọn nhỏ chơi khu gì thấy không? Lấy có để lên. Về vô kênh Vi Tài Vlog nghe không? Đâu đứng xếp hoàng ở đây chụp tấm hình luôn. Mấy em ở đâu? Nhỏ ở đâu? Thanh Phan. Vi Tài Vlog. Cho Vi dài á. Vi dài. Anh đừng quên sắp rồi. Đúng rồi. Là một quý vị ơi, đây cái biển Mỹ Khê gặp mấy bọn nhỏ đây, mình cũng nói cái kênh của mình để về vô coi. Mấy bọn này ở Tình Phong. Chào em. Ở trong kia những cái tấp liều người ta ngồi ăn uống ở đó quý vị, cô ghé ngồi. Thôi quý vị mình đi dẫn câu mình theo. Ôi. Tao con đi cho anh Tám đi. Ủa vậy thấy không? Đó không? Ở đây có mấy bọn đi ra tắm. Nhưng mà bọn thả lưới nha quý vị.
mình lấy cái biển nó dài nên mình lấy xe máy mình đi nha quý vị ơi. À. Ở đây có những cái phô, à, người ta cho thuê đó rồi mình tắm đó quý vị. À. À. Phía trong kia là chỗ là mấy cái nhà bán bánh xèo, bánh đồ đủ thứ quý vị, bán đồ hải sản biển quý vị. Đó, trong tấm liều kia đó. Đó. Mình sẽ đưa cho quý vị xem lên cái khu kia. Đó, đây có mấy bọn trẻ chụp hình như vậy đó. Đó, quý vị thấy người ta mướn phô đó, mấy bọn trẻ mướn phô đó. Đó. Ở ngoài xa xa quý vị thấy mấy chiếc cano chạy quý vị. Đó, mấy cano á. Đó, chạy rất là rất xa nha. Chạy cano người ta có đeo là áo phông quý vị. À. Do thời tiết cũng hơi lạnh quý vị cho nên là cũng ít có người tắm. À. Quý vị thấy cano không? Vậy đây đây chiếc cano Những ai mà đi cano thì phải mặc áo phông quý vị. Tại vì chạy ngoài kia rất là ngoài kia chạy ngoài sau quý vị. Nên phải đi cano. Đi phải mặc áo phông quý vị. À, đi cano phải mặc áo phông nghe. Hôm nay không biết là những cái xe gì đây. À, thấy có mấy cái xe quý vị. Anh nhanh. Ở này mình thấy là khu chính quý vị. Đó. Có xe ngựa ở đây. Ở đây xe ngựa để chụp hình đó quý vị ơi. Đó, xe ngựa. Mấy con ngựa con thấy không? À, đó.
Đó, trầy cho nó được. Dấp mà. Mình dấp to là biết bơi. Cái trong nước nè. Dạ. Coi cái gì em cái trong nước nè. À, có phô lớn mà phô nhỏ nữa quý vị. À, phô nhỏ thì mấy em nhỏ đu. À, khu này là bãi chính ấy, quý vị, nên là khách rất là đông. À. Ủa vậy thấy con ngựa trắng đẹp không? À, hai con, à, người mẹ và ngựa con. Ở xa xa có một bọn bị đuối nước, có người cano nó cứu quý vị. À, đuối nước, chà ra bơi ra xa quá vậy. Bơi xa quá nên con cano nó cứu. Đưa cái mũ của bầu cho ông nội. Anh này anh chia sẻ từ số nhà đây số dẫn hai người được anh. À, vì do tắm nó ra sao quá phải không? Sao nó trâu quá vậy mà anh lung lanh he? Cái đó là mấy anh đó là bảo vệ để cho những người tắm sao anh? Cái đó là anh cho thay cano nhưng mà thấy anh cứu giùm thôi. Thấy cứu giùm lấy tiền. Hồi sáng thấy ra lấy tiền rồi. À quý vị ơi, thì mấy anh cano á là anh cho thuê xe cano thôi, anh chở khách ra ngoài thôi. Nhưng mà do thấy những cái bọn mà tắm mà ra sao quá bị đuối nước bị lâu ra ngoài thì anh cứu. Nên là các bọn đi tắm biển thì mình đừng có tắm đi ra ngoài xa. Đây quý vị, mình quay chiếc cano cho quý vị xem. Đây. Đây. Cano rất là rất lớn quý vị. Mấy bọn trẻ này mặc đồ đồng phục rất là đẹp quý vị. Về vô kênh Vi Tài Vlog. À, có. À. Hello. À. Vô Vi Tài Vlog. Mấy bé ở đâu, ở thành phố của ngài à? Dạ. À thành phố đâu mà mang đồ phục đẹp quá hả? Ở trong lớp hả? Dạ, trong lớp.
Cháu làm cho tụi bay à? Tụi bay. Đây tên kêu mày chắc là vậy. Vi tài vlog. Vi tài vlog. Dạ. Hello, xin chào các bạn, đã qua mình là kênh channel của mình. À đây. Đó. Các bạn đây ở thành phố Quảng Ngãi quý vị. Đó. Mấy cái tấp điện đó bón rất là khách đông quý vị. Long Danh, quán Long Danh quý vị, từ xa đó. Nó có hai mừng gái rất đẹp quý vị. Quý vị ơi, khu này nhà hàng khách sạn Mỹ Khê là khu này lớn quý vị. Nhà hàng khách sạn này rất lớn quý vị. Rất đẹp là sang trọng quý vị. Đường này rất đẹp này thấy không? Đường xóa rồi trống thoáng rất đẹp quý vị. Đối diện nhà hàng khách sạn Mỹ Khê này là đối diện là biển quý vị. Quý vị, khu này người ta mới làm thêm, quý vị mới xây thêm á. Nhà hàng khách sạn Mỹ Khê rất lớn mới xây thêm. Quý vị thấy không? Rất đẹp. Đây cây ta trồng thêm cây như cây dừa với quý vị, dừa kiển hay sao á. Em cho hỏi xíu, mình mướn cái phô đây nè, phô đen đen này nè, là xô em một giờ hết mướn giờ này xong. Mình mướn. Cái đó là 8 sao rồi trả. 8 sao rồi trả là bao nhiêu em? Dạ 30. 30 ngàn, cái nhỏ lớn cũng 30 hả? Dạ, cái nhỏ 15, cái trung 20. Quý vị ơi, cái nhỏ ở đây thì 15, cái lớn thì 30 ngàn. Còn phô cũng vậy thôi em. Cảm ơn em. Quý vị ơi, ô phô thì chúng ta tám cho nó an toàn hơn. Ô lớn thì 20 ngàn, ô nhỏ thì 15 ngàn, ô phô đây chúng ta mạc vào đó, rất là hay quý vị.
ở đó có một bạn trồng cây chuối quý vị, và một bộ nữ thường hay nhảy khá là dễ thương, nhưng mà do mở nhọt nên em đứng từ xa mình gom lại cho quý vị xem đó quý vị. Có loa đỏ đỏ cầm bên tay đó. Đó, có một bộ nữ nữa mặc áo dài đỏ rất là đẹp dễ thương. Ê sao cắt rồi hả? Mình không biết con gì vậy. Đâu cái này đi. Cắt rồi. Chào mừng các bạn đã trở lại với trên đường của mình. Thôi là cái gì đó. Không phải là trên đường ở đây này nha. Đó mùng 4 Tết đó quý vị, 2020 đó mấy bọn nhỏ ở thành phố Quảng Ngãi mặc đồ đồng phục và chơi trò chơi mà đắp con lên người đó là vui quý vị. Quay chú là ai vậy chú? Vi tài vlog. Vi tài. Vi. Vi tài vlog hả? Vi tài đó, Quảng Ngãi là Vi tài đó. Ok. À. Chú bộ camera sao? Đúng rồi. Bãi đoạn này rất là vui nha quý vị. Bãi này rất là đông người tắm. Con đi đầu lửa đi. Ở đây nàng nàng tiên cá đó hả? Nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Rồi ra 8 thôi. Rồi lòm non viên quá dính cót bây giờ đi 8 đó quý vị. Ủa mấy em là bọn nhau học chung lớp hay sao? Nhóm với nhau hay sao? Dạ, chung lớp á. À, chung lớp á hả? Còn nhóm 3 không quý chú? À, trời. Ờ, quý vị ở đây anh chụp hình đây quý vị. Chụp hình gửi đây quý vị. À, đó. Đó. Người ở đây để chụp hình mà người ta cho ăn cỏ đó quý vị thấy không? Đó. Ăn cỏ ha. Ở ngay chỗ mấy cái quán phía trước thì ở đây quý vị thấy người ta bán bông bấm rồi cho trẻ nhỏ rất là đẹp. Đây quý vị, ở đây là bộ má của chiếc cano này quý vị. Đấy, cái này bị sau đây người ta mở ra quý vị. Nhưng rất là đẹp quý vị.
biển này gần thành phố Quảng Ngãi nè quý vị ơi. Đó, con trai mình đâu quý vị, ở đây con. Đó, khu này rất là vui nha quý vị, rất là đông người tắm ở đây. Trong kia thì còn món ăn nó nữa quý vị nha, nó rất là đông. Ở đây người ta tắm thì đói bụng quý vị, vô tắm ra đi ăn rất là đông, không có gì theo đó. Ở đây có bón, có biển quý vị, có biển tươi nữa quý vị. Đây là 5 kg nè. 5 kg nè. Quý vị, có này có gì vậy chị? Có này có gì vậy chị? Wow, có trình biển quý vị. Thấy không? Đó. Có trình biển nè. Wow. Cái dành biển dài quá vậy, như ráng luôn vậy rồi sao? Cái dành biển này bao nhiêu ký vậy chị? Hả? À. Má mới biết hả? Má đi vô mất rồi, má mới biết quá vậy. Mình cũng khuyên các bọn trẻ thì chúng ta đi tắm biển, đi Tết thì mình tắm đừng có ra xoa đó. Nếu ra xoa cũng không nên, dù chúng ta có phô, mẹ ô phô có phô cũng nên đừng có ra xoa, rất là nguy hiểm. Vì sáng giờ cano người ta vớt giùm 2 người rồi quý vị, cho nên là bị đuối ra ngoài. Cho nên quý vị các bọn khi mà đưa con em mình ra hoặc các bọn trẻ đi chơi cũng đừng có nên ra xoa, đi rồi tắm gần gần vậy thôi. Ở tại nó không như cái hồ bơi, ở đây là biển nó trè trè nên là nó rất là nguy hiểm quý vị. Biển Mỹ Khê thì năm nào cũng có người mà người ta mắc bị đi chơi tắm biển, cho nên là chúng ta phải cẩn thận quý vị. Ở đây là phía giải trong cái đường này, phía trong này quý vị đó. Đó quý vị thấy không, thấy người ta để nhà nghỉ nè, rồi quán hải sản bãi chi kính trụ với khách này quý vị. Con mình vô đây tắm thì quý vị thấy không, đó rất là nhiều. Đó, như quán ở đây thì nhà chị ở đây là cái quán phía trước của chị đó quý vị không, người ta phía bên đó ở chỗ tắm thì phía này là người ta bán quán ăn phía trước này. Không vậy thấy không, rất là đông nha, rất là nhiều đâu quý vị thấy không, trải dài tuốt lên kia. Có chỗ đậu xe con rồi, thấy không quý vị. Vậy người ta giờ tao đang tới bữa nay mùng 4 thì tao đi chơi biển cũng nhiều quý vị. Tao lo tọa đưa ông bà đi rồi hết rồi, bây giờ tao chỉ lo đi chơi thôi quý vị ơi. Đó. Đó. Đó, phía đó là phía biển đó quý vị. Phía biển. Đó. Chúng ta ngồi ăn ở đó và biển gió thổi vô rất là mát quý vị. Rồi mình chia sẻ video cho quý vị tới đây, mình xin tạm dừng video. Cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video. Có gì hay quý vị hãy đăng ký và chia sẻ video cho Vi Tài Vlog. Cảm ơn quý vị.